Rồi, hello, chào các bạn nha. Để hôm nay cập nhật hình ảnh cây lộc cho mình cho các bạn xem các bạn. Hôm nay nó đậu thêm một trái nữa các bạn. Thì hôm bữa mình có quay cho các bạn xem đó, có hai trái ở cái bụi này nè các bạn. Biết các bạn có thấy không? Để mình quay sát lại cho các bạn xem nha. Mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đó, đây là một trái nè các bạn. Đó, một trái ngay chỗ đó đúng không các bạn thấy không? Còn đây là một trái nữa các bạn. Ngay chỗ này nè các bạn. Các bạn có thấy không? Nó bị che bởi cái lá đó các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không? Đó. Và đây là một trái nữa các bạn, những cái thân đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Ngược sáng này. Đó các bạn thấy không? Một trái đó. Mình đang để cái đoạn zoom này các bạn. Các bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Và trên cây tiếp tục ra những cái nụ các bạn. Các bạn thấy không? Nụ nhiều lắm. Nó mới ra thêm các bạn. Thì hôm bữa có mấy cái nụ ở cái thân này thôi các bạn ơi. Mà bây giờ nó mọc thêm ở những cái này, thế này các bạn. Đó, những cái chỗ này nữa. Nó mọc nhiều lắm các bạn. Và các bạn coi cái thân của nó nè. Cái thân của nó rất là to các bạn. Thì mình đã bồi thêm đất cho nó nữa các bạn. Mỗi ngày và bón thêm cho nó các bạn. Thì nó mới được như vậy các bạn ơi. Thì mình có nói trong các clip trước rồi các bạn. Cây lựu thì mỗi ngày mỗi lớn các bạn. Và cái thân nó mỗi ngày mỗi to hơn. Thì như thế thì là một cái điều rất là thuận lợi khi mà nó sẽ cho nụ, cho bông và cho trái nhiều lắm các bạn. Và trên cây hiện tại của mình đang có 4 trái các bạn. Nó đang có 4 trái ha các bạn ơi. Đó, mình zoom lên cho các bạn xem đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Một trái to là hai, một trái ở ngay cái thân này, và hai trái xa xa đằng kia các bạn. Hai trái xa xa đằng kia thì nó bị che đó, các bạn thấy không? Thôi mình chào các bạn nha, các chị đi làm rồi.